Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 6 tháng 4, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến đẩy mạnh thực hiện đề án 06 trên CB theo chức năng của lực lượng công an nhân dân. Dự tại điểm cầu Công an tỉnh Sóc Trăng có Đại tá Lâm Thành Son, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Sáng ngày 6 tháng 4, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến đẩy mạnh thực hiện đề án 06 trên CB theo chức năng của lực lượng công an nhân dân. Dự tại điểm cầu Công an tỉnh Sóc Trăng có Đại tá Lâm Thành Son, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị công an các đơn vị địa phương đánh giá vai trò thường trực của lực lượng công an nhân dân ở các cấp từ bộ đến tỉnh, huyện, xã trong tham mưu với Ủy ban nhân dân các cấp triển khai đề án 06, đánh giá công tác làm sạch dữ liệu dân cư, duy trì bổ sung, cập nhật dữ liệu, việc cấp căn cước công dân, thông báo mã số định danh cá nhân, cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, lãnh đạo bộ nhấn mạnh trong giai đoạn hiện nay bước vào đề án 06, các nhiệm vụ khó khăn phức tạp hơn và cũng chưa có tiền lệ. Do đó, lực lượng công an các cấp tiếp tục khẳng định rõ sự cống hiến của lực lượng công an đối với đất nước, quyết tâm thực hiện đề án và xem là một trong những công tác trọng tâm của năm 2022 và những năm tiếp theo. Chiều nay ngày 6 tháng 4, bà Tô Ái Giang, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng khóa 15 đã đến tiếp xúc cử tri phường 1 thị xã Cá Năm. Tại buổi tiếp xúc, đoàn đại biểu Quốc hội cũng đã thông tin đến bà con cử tri về tình hình hoạt động của đoàn trong thời gian qua, về kết quả kỳ họp Quốc hội vừa qua và dự kiến chương trình kỳ họp sắp tới. Bà con cử tri đã phản ánh tình trạng tăng giá các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, vật tư, trong khi giá lúa thấp, đề nghị quản lý chặt việc này và đẩy mạnh quảng bá thương hiệu cho gạo ST25 thành sản phẩm có vị trí đặc biệt. Quan tâm đào tạo cán bộ y tế cho địa phương để chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân, tăng cường phòng chống nạn tham nhũng. Thay mặt đoàn, bà Tô Ái Giang tiếp nhận các kiến nghị của bà con và sẽ tập hợp toàn bộ các ý kiến của bà con cử tri, tổng hợp bằng văn bản gửi các ngành chức năng liên quan xem xét giải quyết và báo cáo với Quốc hội. Trước đó, trong buổi sáng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc bà con cử tri xã Vĩnh Quế, thị xã Ngã Năm. Trước đó, trong chiều ngày 5 tháng 4, bà Tô Ái Vàng, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng, chủ trì cuộc họp đóng góp ý kiến cho luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ. Dự thảo luật sửa đổi bổ sung 103 điều của luật sở hữu trí tuệ có 12 điều chỉ sửa đổi bổ sung về kỹ thuật, bãi bỏ một số quy định tại 5 điều, sửa đổi bổ sung một số điều của luật giá, luật hải quan, luật khoa học và công nghệ, luật quản lý sử dụng tài sản công để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung chia sẻ những ý kiến, vấn đề thực tiễn liên quan đến một số nội dung trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung luật sở hữu trí tuệ, đồng thời trao đổi đóng góp ý kiến các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, thực tiễn triển khai luật sở hữu trí tuệ trong cuộc sống tại địa phương nhằm hoàn thiện tính thống nhất và tính khả thi của luật. Ban Nội chính tỉnh ủy Sóc Trăng đã có buổi làm việc với huyện ủy, huyện Mỹ Tú về kết quả thực hiện tiếp công dân giải quyết các vụ kiện khiếu nại, tố cáo phản ánh kiến nghị của công dân trên địa bàn huyện Mỹ Tú. Hiện trên địa bàn huyện còn 4 vụ việc phức tạp kéo dài với nội dung khiếu nại, yêu cầu hỗ trợ đền bù đất, tranh chấp đất có nguồn gốc lâu xưa. Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Tú đã nghiêm túc thực hiện và chỉ đạo giải quyết các vụ việc trên theo thẩm quyền. Tuy nhiên, người dân vẫn tiếp tục khiếu nại các vụ việc. Ngoài ra, một số vụ việc đã được các cấp giải quyết đúng quy định nhưng người dân không chấp hành. Đồng thời, việc am hiểu pháp luật của một số hộ còn hạn chế nên vẫn tiếp tục khiếu nại. Tại buổi làm việc, từng vụ cụ thể đã được các thành viên trong đoàn kiểm tra, đóng góp, làm rõ trách nhiệm và đề xuất các ý kiến để địa phương có hướng xử lý, giải quyết dứt điểm trong thời gian sớm nhất.